Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Lại là mình Chi Shooter này, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về cool sport, đó chính là Sports Goes to Hollywood Sport thôi. Vì Hollywood đấy, ok. Đây là mắt đầu tiên nhé. Ok, như vậy hiện nay mình đang bị lạc nhá. Ok mọi người, hiện nay mình đang bị lạc. Như vậy đừng có gì nha. Thank you.
nghĩa trang nghe đây nghĩa trang nghe đây nghĩa trang nghe đây nghĩa trang nghe đây Á đây là một cái hố chôn, hố chôn. Lâu đài của Frankenstein này. À đây, nơi này là lâu đài Frankenstein kia. Đây một ngọt gì thì end rồi. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chơi xong tới game Sport Dogs to Hollywood rồi. Và ở những video sau thì mình sẽ ở những video game khác đây, quý vị chờ đón nhé. Và nếu như bạn nào thích cái video của mình ngày hôm nay thì hãy cho một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe của mình nha. Đây chính là động lực rất lớn giúp cho mình những cái video tiếp theo thôi. Bây giờ video này mình xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Thân ái chào tạm biệt.